cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Và thí sinh ngay bây giờ sẽ ra sân khấu có một cái tên rất là dễ thương, nền nã, thùy mị. Thưa quý vị, thí sinh Thanh Hoài. Tôi tên là Thanh Hoài, năm nay tôi 27 tuổi, hiện đang là nhân viên VR. Tôi to từ lúc bé mới sinh ra, tôi có đi tập taekwondo và có chơi bóng chuyền. Mặc dù to nhưng mà người tôi rất là săn. Học hết cấp 3 thì tôi không có còn tham gia những cái hoạt động đó nữa. Từ lúc đó thì cân nặng của tôi cứ tăng lên và cho tới hiện tại á, thì tôi nặng 103kg. Tôi vẫn có cái thói quen là ăn đêm, tôi hay ăn hủ tiếu gõ. Ngoài ra tôi còn có sở thích ăn vặt, khi mà tôi buồn thì tôi lại ăn còn nhiều hơn bình thường. Hiện tại tôi cũng có bạn trai của tôi thì khá là ốm và cao. Tôi với bạn của tôi đi giống như là số 10 vậy đó. Đi đường bạn chở tôi thì nhiều khi dừng những cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, mọi người cũng có thể nhìn vô là trời ơi, bạn này ngồi sau còn gấp đôi bạn ngồi trước. Có một lần tôi lên nhà bạn trai của tôi chơi, ba mẹ của bạn có nói là Hoài ơi, con phải giảm cân đi, bởi vì con mập quá nó sẽ không tốt cho việc kết hôn lẫn như là sinh đẻ sau này. Nói chung là cũng có hơi tủi thân, nhưng mà nghĩ là cô chú cũng nói đúng. Trên cơ thể của tôi á, tôi rất là ghét cái đùi và cái mông của mình, bởi vì nó rất là to. Sau cái đùi của tôi nó có những cái vết rạn mỡ, cho nên là tôi cũng không có tự tin. Tôi dự định năm sau sẽ kết hôn. Tâm lý con gái thì ai cũng muốn mặc những cái bộ đồ đẹp nhất, mặc những cái váy cưới xinh nhất. Mục tiêu tôi đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân á, là tôi muốn giảm xuống còn 65kg, bởi vì đây là cái số cân nặng của bạn trai tôi. Và tôi tự nghĩ rằng á, là chí ít tôi phải bằng hoặc là thấp hơn anh, chứ không thể là vượt qua anh được. We don't love anymore. What was our love before? We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Thưa quý vị, Gia Bảo và thí sinh của chúng ta, bạn Thanh Hoài. Cưng quá à. Dù em có lên cân như thế nào, anh vẫn sẽ marry you. Nha, rất là cưng. Thưa quý vị, hãy bình chọn cho bạn ấy BN khoảng cách mã số 9 quý vị nhé. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của giám khảo dành cho Thanh Hoài. Mời John. Cái bài này nó có một phần anh rất lo lắng. Lúc em thử cái váy xong em ngồi xuống là anh tưởng là bài xong rồi. Hết rồi. Cũng không biết nghĩ sao. Sau đó anh rất là sợ. Anh đang nghĩ trong cái đầu là trời ơi, bây giờ mình sẽ nói cái gì vì cái bài này nó rất là kém. Sau đó tiếp tục, bài này rất là ý nghĩa. Và cái cách em thể hiện từ cái động tác về cái cách em diễn trên cái gương mặt nó rất là thật và tự nhiên, xuất sắc. Cái gì cũng vậy, nó phải có cái đoạn cuối phim nó mới vô cái câu chuyện được. Hà thấy sao Hà? Hà thì lại quan tâm tới cái bộ váy của bạn, nghĩa là làm chiêu trên sân khấu lắm, buộc ngược lên này xong rồi lại tháo cái dây ra thì nó lại òa xuống. Chiêu này xin phép copy vào mấy show sau nhé. Nói chung là cái
Cái váy của bạn thì tôi sẽ mượn một cái tựa bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để diễn tả. Chiếc váy này được gọi là đêm thấy ta là thác đổ, kéo cái thác nó đổ xuống. Đó, thấy không? Nghe về cho nó hoa mỹ ha. Nhưng mà Hà đồng ý với anh John là đây là một cái thông điệp mà làm cho con người ta hy vọng về tình yêu. Nghĩa là từ đầu đến giờ Hà nhìn thấy thực sự xúc động với câu chuyện tất cả các bạn, là bạn nào cũng luôn tự ti và gặp rất là nhiều những cái chuyện đau buồn ở trong cuộc sống của mình chỉ vì cái cân nặng của mình. Nhưng bạn lại là một nhân vật hoàn toàn khác. Bạn có được một người yêu, thậm chí là người yêu điển trai và yêu bạn nữa, và có dự định để cưới nữa. Tức là tự dưng làm cho mình có một cái hy vọng thực sự trong cuộc sống và kể cả trong tình yêu. Nó giống như trong cái bài nhảy của bạn. Rõ ràng để xét về phần nhảy và múa thì chắc chắn là chưa được rồi. Nhưng mà vì nhạc rồi vì cả những cái cách mà bạn thể hiện cái cảm xúc của mình thì tự dưng nó lại chạm vào trái tim của người xem. Thành ra đây cũng sẽ là một cái điểm cộng cho bạn trong cái bài nhảy này. Vâng. Cảm ơn Hà Hồ đã chia sẻ rất là chân thật. Đôi khi trong nghệ thuật, thưa quý vị, cho anh hỏi là hôm nay á, soái ca của em có đến không vậy? Ok. Ôm hung cái luôn. Dễ thương. Quen nhau mấy bao nhiêu lâu rồi? Gà được 1 năm, 1.5 à. Bảo em đứng yên đi em, ướp mặt vô tường đi em. Tạm thời có 2 phút thôi, không có nhiêu đâu. Rồi lúc quen là lúc đầu em nó có bành trướng thế lực vậy không? Không, không có. Rồi sau một thời gian người ta như vậy, vậy là chăm tốt quá. Bạn có cái feeling như thế nào? Bạn có cái suy nghĩ gì với người ta về tương lai hay không? Hỏi thật lòng luôn á. Đầu tiên thì có suy nghĩ về tương lai, nhưng mà khi mà tiếp xúc rồi trò chuyện thì cái đó thì suy nghĩ nó biến đi không còn nữa. Nó chỉ là rất bình thường, mình mới rất là bình thường. Khoan, ông này ông làm tôi rối, từ từ câu trả lời hơi rối. Thì có thể là do em quá dễ thương nên cảm hóa được bạn mà không nghĩ vấn đề đó nữa. Khoan, nhưng mà vấn đề là em có hiểu câu hỏi của anh không, là có suy nghĩ về tương lai trong mặt kép, ok. Will you marry her? Yes. Yes, trời ơi. Thương cái sợ. Cảm ơn bạn. Anh Đàm, chắc anh có vài lời cho bạn ấy rồi sẵn chúc phúc luôn, em nghĩ hợp lý. Yeah. Trời ơi, bạn phải cảm ơn Trấn Thành. Chứ nãy giờ tôi đang định chê đó. Nhưng mà tại nhiên Trấn Thành đem một người đàn ông chẳng sàng là yêu. Biết đâu anh ấy, anh thích cái sự êm ái. Yeah, cái gu của anh là phải có điểm tựa. Tựa vào đấy mới êm ái, tựa vào đây là tê tái. Thật ra như vậy nè, thật ra thì mình vẫn trông chờ vào những bước nhảy của bạn nhiều. Nhưng trong cái bài thi này bạn chưa cho thấy cái điều đó nhiều hơn chút. Bạn phải cố gắng lên nhiều lắm. Tại vì nhảy em mới ốm được. Chứ đừng có đi tới lui, nó sẽ làm cho cái người giám khảo không cho mình điểm cao được. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành. Thưa quý vị, điểm số dành cho bạn Thanh Hoài, mời John. 7 điểm. Và giám khảo Hồ Ngọc Hà, 7 điểm. Sau khi anh Hưng nói xúc động bởi câu chuyện thì không biết số điểm đã trở thành bao nhiêu. Cho 6 đấy, nhưng mà tại chàng trai bước xuống cho điểm ra là 7. 7 luôn. Cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, điểm trung bình là 7. Mời bạn tiến về cái cân. Cân nặng ban đầu là 1 tạ 03 kg. Và cân nặng hiện nay là 99,8 kg. Giảm được 3,2 kg, tương đương với 3,1%. Và điểm tổng của bạn là 10.1. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.